Vào Đại Nam chơi không tốn tiền các bạn và được đưa đón miễn phí bằng xe điện. Và hôm nay Cường sẽ dẫn các bạn vào Đại Nam và thử nó như thế nào nhé. Và hôm nay Cường đi ngày thứ hai, ngay buổi trưa cho nên rất là ít người đi. Và đây là cổng đầu tiên Cường tới. Cường rất là thích kiến trúc xây dựng ở đây. Kiến trúc cổ kính rất là truyền thống người Việt Nam mình. Và những kiến trúc này rất là giống cung đình Huế. Và những trang trí ở đây rất là đẹp, có sông, có núi, có cây như các bạn cũng thấy ở trên. Và một đặc điểm ở Đại Nam là nó có rất là nhiều khu, khu trò chơi, khu biển, khu vườn sở thú và có luôn khu đua xe luôn. Và những nơi đó thì các bạn phải đóng phí. Nhưng hôm nay mình sẽ đi tham quan khu Kim Điện thôi nhé. Khu này thì miễn phí vào tham quan và từ Sài Gòn tới Đại Nam là khoảng 40 cây số và đây là một trong những khu vui chơi lớn nhất Việt Nam với số vốn đầu tư là 6.000 tỷ Việt Nam đồng. Và đây là cái cổng vào điện chính, nó rất là to khi các bạn đứng gần nhìn rất là nguy nga. Và Đại Nam bắt đầu xây từ năm 1999, lúc đó thì Cường vẫn còn ở Việt Nam. Cuối năm 99 Cường mới qua Mỹ và nơi này bắt đầu mở cửa từ 2008 cho tới bây giờ. Và bây giờ mình đang đi tới Kim Điện chính và tòa nhà trong này là tòa nhà to nhất trong khu này. Và trước khi vào đền thì hai bên sẽ thờ Phật Quan Âm và đây là Kim Điện chính các bạn, rất là to. Tổng diện tích của tòa nhà này là 5.000 mét vuông. Khi các bạn tới đây và đứng gần Kim Điện này, các bạn mới thấy nó rất là to. Bước lên cầu thang mà cũng to nữa các bạn. Và trước khi các bạn vào Kim Điện này thì các bạn phải mang vớ. Và tòa nhà này được xây bằng gỗ, đá và vàng. Và một điều Cường thích nhất trong này là thờ những vị vua chúa hồi xưa đấu tranh và lập lên đất nước này. Những người như vua Hùng Vương, Trần Hưng Đạo và thờ luôn quốc mẫu Âu Cơ và những vị thần thánh trong truyền thuyết Việt Nam mình. Và như các bạn cũng thấy nó rất là rộng và đẹp. Và xung quanh thì có những tượng đài lớn của những vị tướng rất là giỏi. Và phía sau tòa nhà này là có những vảy núi nhân tạo rất là đẹp. Bây giờ là đang tu sửa cho nên không có cho ai vào. Và ở đây cũng có nước miễn phí nếu các bạn khát nước. Và ở đây có thang máy cho những bạn khuyết tật. Ok, bây giờ mình ghé khu khác nhé. Và khi tới đây có rất là nhiều bạn tới đây chụp hình. Cường rất là thích áo dài của Việt Nam. Các bạn nên tới đây mặc áo dài và chụp hình rất là tuyệt vời. Và Cường tới đây khoảng 2 giờ cho nên nó rất là nắng. Cho nên nếu mà các bạn tới thì nhớ đem dù nhé. Và khu này là phía trước cái Kim Điện các bạn nhé, rất là rộng. Và phía trước Kim Điện thì có một con rồng rất là to nhìn thẳng vào Kim Điện. Và hai bên khu này thì có những đền thờ của những vị thánh thần cũng khá là khang trang. Và cuối cùng thì mình đã tới quảng trường và khu này cũng là cổng đi vào. Và nếu các bạn nhìn kỹ trên tường thì nó sẽ có hai câu: con rồng cháu tiên, dòng máu Lạc Hồng. Và hồi xưa trước khi Cường qua Mỹ thì cũng có học câu này. Thật sự thì Đại Nam là một nơi các bạn nên ghé khi du lịch Việt Nam, vừa có những khu chơi hiện đại và khu tham quan lịch sử của Việt Nam mình. Và khi tới đây các bạn nên đem rất là nhiều đồ để mình chụp hình, tại đây quá là nhiều phong cảnh đẹp. Các bạn nào đi Đại Nam chưa, nhớ comment dưới cho Cường biết với nhé. Và nhớ theo dõi kênh của Cường để biết thêm về hành trình của Cường nhé. Cảm ơn các bạn, gặp các bạn video tới.